여러분 안녕하십니까? 이번 시간에는 제5과 하루 일과를 공부합니다. 이번 시간에도 열심히 공부합시다. Các bạn thân mến, chủ đề bài học ngày hôm nay của chúng ta là việc trong ngày. Và sau bài học này, các bạn có thể nói được bằng tiếng Hàn Quốc với bạn bè mình những việc thường các bạn làm trong một ngày. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ bắt đầu phần từ vựng. Ở phần từ vựng ngày hôm nay, các bạn sẽ học một số từ chỉ thời gian, học một số động từ chỉ những hoạt động thường ngày. Chúng ta sẽ xem nội dung bài học nhé. 오전, 오후, 낮, 밤, 아침, 점심, 저녁, 새벽, 시, 분, 초, 1시, 2시 5분, 3시 10분, 4시 15분, 5시 20분, 일어나다, 이를 닦다, 세수하다, 읽다, 보다, 다니다, 배우다, 숙제하다, 청소하다, 목욕하다, 출근하다, 퇴근하다, 시작하다, 끝나다, 자다. Các bạn thân mến, các bạn đã nhớ được những từ mới chúng ta vừa mới học chưa? Các bạn thử xem tôi và cô Kim dùng một số từ mới mà các bạn vừa xem qua trong đoạn thoại này nhé. Kim 선생님, 언제 점심을 먹습니까? 12시에 점심을 먹습니다. Các bạn thấy trong câu hỏi của tôi hỏi cô Kim là khi nào thì cô ăn cơm trưa và cô trả lời là cô ăn cơm trưa lúc 12 giờ. Ở đây có từ 점심. Bình thường thì chúng ta biết từ 점심 là từ chỉ thời gian buổi trưa. Nhưng nếu gặp động từ 먹다 thì chúng ta sẽ có động từ ăn trưa, 점심 먹다. Tương tự như vậy, các bạn sẽ có từ 아침 và 저녁. 아침은 먹다. Động từ này sẽ trở thành động từ ăn sáng. 점심은 먹다. Động từ ăn trưa. Và 저녁은 먹다. Đây là động từ ăn tối. Các bạn hãy lưu ý từ chỉ thời gian cộng với 먹다 đã chuyển thành động từ ăn bữa cơm nào. Lưu ý việc này các bạn nhé. 오전, 오후, 낮, 밤, 아침, 점심, 저녁, 새벽, 시, 분, 초, 1시, 2시 5분, 3시 10분, 4시 15분, 5시 20분, 일어나다, 이를 닦다, 세수하다, 읽다, 보다, 다니다, 배우다, 숙제하다, 청소하다, 목욕하다, 출근하다, 퇴근하다, 시작하다, 끝나다, 자다. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ chuyển sang phần nội dung ngữ pháp. Ở trong phần nội dung ngữ pháp hôm nay, chúng ta sẽ học phần số đếm thuần Hàn. Các bạn lưu ý buổi học trước các bạn đã học số đếm Hán Hàn với các từ để chỉ thời gian, ví dụ như ngày, tháng, năm hoặc là đọc số điện thoại, chỉ tầng. Hôm nay các bạn sẽ học từ số đếm thuần Hàn, tức là số đếm thuần của dân tộc Hàn. Các bạn sẽ cùng với cô Kim đọc một lượt các số đếm này nhé. Số 1. Hana. Số 2. 둘. Số 3. 셋.
Số 4. 넷. Số 5. 다섯. Số 6. 여섯. Số 7. 일곱. Số 8. 여덟. Số 9. 아홉. Số 10. 열. Chúng ta sẽ xem tiếp từ số 11. 열하나. Số 12. 열둘. Số 13. 열셋. Số 14. 열넷. Số 15. 열다섯. Số 16. 열여섯. Số 17. 열일곱. Số 18. 열여덟. Số 19. 열아홉. Số 20. 스물. Chúng ta sẽ xem số đếm hàng chục nhé. Số 10. 열. Số 20. 스물. Số 30. 서른. Số 40. 마흔. Số 50. 쉰. Số 60. 예순. Số 70. 일흔. Số 80. 여든. Số 90. 아흔. Số 100. 백. Đến số 100 thì số đếm thuần Hàn và số đếm Hán Hàn là như nhau. Các bạn xem tiếp. Số đếm ở trong tiếng Hàn Quốc. 123456. Các bạn thân mến, trong trường hợp nếu mà các bạn đọc một số lớn, một chuỗi số, chẳng hạn như thế mà là số điện thoại thì các bạn sẽ dùng số đếm Hán Hàn. Ở buổi học trước chúng ta đã học. Nhưng nếu chúng ta nói một số lớn hơn, tức là ví dụ như số đếm đơn vị tiền chẳng hạn như thế, thì các bạn sẽ học số đếm thuần Hàn mà hôm nay các bạn vừa mới sử dụng. Chúng ta sẽ chuyển sang một nội dung ngữ pháp tiếp theo, đấy là thể hiện giờ. Ở trong tiếng Hàn Quốc chúng ta sẽ dùng si để chỉ giờ. Si bằng chữ giờ ở trong tiếng Việt. Thế và thay vì trong tiếng Việt của chúng ta là 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ chẳng hạn là như thế, thì ở trong tiếng Hàn chúng ta sẽ có mua mua si, biết biết si. Vậy số sẽ đứng trước chữ si. Các bạn sẽ xem cô Kim hướng dẫn các bạn nhé. 한 시. 1 giờ. 두 시. 2 giờ. 세 시. 3 giờ. 네 시. 4 giờ. 다섯 시. 5 giờ. 여섯 시. 6 giờ. 일곱 시. 7 giờ. 여덟 시. 8 giờ. 아홉 시. 9 giờ. 열 시. 10 giờ. 열한 시. 11 giờ. 열두 시. 12 giờ. Các bạn thân mến, có một chút thay đổi trong việc sử dụng giờ. Các bạn sẽ xem ở câu ví dụ này. Câu hỏi là 지금 몇 시입니까? 지금은 한 시입니다. Các bạn đã phát hiện ra sự thay đổi ở giờ ở đâu chưa ạ? Tôi hỏi câu hỏi là bây giờ là mấy giờ? Và cô Kim thì nói bây giờ là 1 giờ. Nhưng mà 1 chúng ta học từ Hana. Ở đây cô Kim chỉ nói Han. Đây là một số những cái quy tắc. Các bạn sẽ xem. Cô Kim hướng dẫn các bạn. Hana. 시. 한 시. 둘. 두 시. 셋. 세 시. 넷. 네 시. 다섯, 여섯. 다섯 시, 여섯 시. Các bạn đã nhận ra quy tắc ở trong việc nói giờ chưa ạ? Từ 1 đến 4, khi gặp chữ giờ thì các bắt chim ở dưới này, số 2, số 3, số 4 đã mất đi. Còn ở trường hợp 1 giờ thì thay vì có hai âm là Hana thì chúng ta chỉ nói một âm thôi, Han. Các bạn hãy nhớ quy tắc này. Thế và từ 5 giờ trở đi đến 12 giờ thì quy tắc này không ứng dụng. Vậy các số từ 5 đến 12 các bạn dùng như bình thường, các bạn đã học trong số đếm. Các bạn thân mến, chuyển sang nội dung tiếp theo là nội dung nói phút. Chúng ta cũng có quy định giống như là nội dung nói giờ, và chúng ta sẽ đặt số đứng trước phút để thể hiện bây giờ là mấy phút. Các bạn hãy xem cô Kim nói gì nhé. 5분. 5 phút. 10분. 10 phút. 15분. 15 phút. 20분. 20 phút. 25분. 25 phút. 30분. 30 phút. 35분. 35 phút. 40분. 40 phút. 45분.
45 phút. 50분. 50 phút. 55분. 55 phút. Các bạn thân mến, các bạn nhìn ở trên ví dụ này. 지금 몇 시입니까? 오후 3시 45분입니다. Như vậy chúng ta đã có thể nói được một câu hoàn chỉnh. Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là 3 giờ 45 phút buổi chiều. Các bạn thân mến, ở đây có một tình huống các bạn cần phải lưu ý. Trong trường hợp nếu mà là 30 phút, tức là quá 30 phút, ví dụ 1 giờ 30, 2 giờ 30, 3 giờ 30 chẳng hạn như thế, thì các bạn có thể có hai cách nói, tức là gì đây ạ? 1시 30분, tức là 30분 là 30 phút. Hoặc ngoài ra các bạn không muốn nói 30분, 30 phút, thì các bạn có thể nói một trường hợp là 반, tức là gì đây ạ? 1시 반, 1 giờ 30 phút. Các bạn hãy nhớ trong trường hợp nếu quá 30 phút thì các bạn có hai cách nói 30분 hoặc là 반. Các bạn thân mến, nội dung ngữ pháp tiếp theo trong bài học ngày hôm nay là mẫu câu a, oi, u. Đây là đuôi kết thúc của câu trần thuật. Chúng ta đã học đuôi kết thúc của câu trần thuật 씁니다, 버니다. Nhưng ở trong câu này chúng ta dùng a, oi, u. Đấy, trong tình huống nào thì chúng ta sẽ dùng a, oi, u mà không dùng 버니다, 씁니다? Trong trường hợp nếu mối quan hệ giữa người nói và người nghe đã trở nên trân trọng, thân mật hơn, hoặc là các bạn cho sử dụng trong các tình huống phi trang trọng. Các bạn hãy xem cô Kim nói với các bạn gì nhé. 갑니다. 가요. 갑니까? 가요. À, như vậy các bạn thấy ở đây chúng ta đã học ở mẫu câu kể, câu trần thuật 버니다, 씁니다, và chúng ta cũng học câu hỏi 버니까, 씁니까. Trong cái đuôi kết thúc mà có sự trang trọng 버니다, 버니까 hay 씁니다, 씁니까, thì có cái sự khác nhau ở tà là đuôi kết thúc câu trần thuật và cá là ở đuôi kết thúc câu hỏi. Tuy nhiên ở dạng a, o, i, o này thì không có sự phân biệt. Nhưng thay vào đó các bạn sẽ gì? Lên giọng ở cuối câu. Các bạn hãy lưu ý trường hợp đấy. Nếu mà các bạn đặt trong câu hỏi thì các bạn dùng yo cao lên một chút. Ví dụ như trong trường hợp này viết đều là kayo. Nhưng mà nếu trong câu kể chúng ta nói kayo. Còn nếu trong câu hỏi chúng ta nói kayo. Kiểu như thế. Thì các bạn hãy nhớ tình huống này nhé. Đây là một cái quy định ngữ pháp rất là đơn thuần, thế và các bạn sẽ dùng rất nhiều bởi vì đuôi kết thúc a, o, i, o được người ta ưa thích hơn. Chúng ta sẽ xem câu ví dụ. 지금 무엇을 해요? 학교에서 공부해요. Các bạn thấy chúng ta không phải hỏi là 지금 무엇을 합니까? Và không trả lời là 학교에서 공부합니다. Thay vào đấy chúng ta đều dùng a, o, i, o được. 지금 무엇을 해요? 학교에서 공부해요. Các bạn sẽ xem tiếp theo. Đây là quy tắc trong việc sử dụng a, oi, o. Ở động từ kata này, nếu bỏ ta đi, chúng ta còn âm a. Trường hợp âm a thì chúng ta sẽ cộng với a, yo. Và sẽ trở thành gì đây ạ? Kayo. Cô Kim sẽ hướng dẫn tiếp với các bạn động từ pota. Pota. Ayo. 봐요. 마시다. 마시. 어요. 마셔요. 읽다. 읽. 어요. 읽어요. 하다. 하, 여요, 하여요, 해요. Như vậy các bạn đã nhớ được các quy tắc chưa ạ? Trong trường hợp nếu mà bỏ ta đi, thân động từ còn a hoặc o thì các bạn cộng với a, o, a, yo, đúng không ạ? Trong trường hợp nếu mà không phải là a, không phải là o thì chúng ta sẽ dùng với o, yo. Riêng động từ là kết thúc là ha ta, bỏ ta đi còn ha, thì chúng ta sẽ có hai tình huống haoyo hoặc là heo, và thông thường thì người ta dùng heo nhiều hơn. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ chuyển sang một cái ngữ pháp tiếp theo trong bài học ngày hôm nay, đấy là tiểu từ e đi với các động từ chuyển động. Chúng ta đang có ở trên này động từ kata, động từ đi, động từ ota, động từ đến, và động từ tanita, động từ qua lại, đi lại đâu đấy. Thế và với các động từ chuyển động thì sẽ gắn với tiểu từ e để chỉ phương hướng của chuyển động. Các bạn sẽ xem. Trong trường hợp nếu chúng ta nói đâu, địa điểm, đúng không ạ? Thì cái từ đâu đấy, địa điểm đấy sẽ gì đây ạ? Gắn vào đứng trước chữ E, tức là
đi đâu, đến đâu hoặc là gì đấy ạ? À, qua lại chỗ nào. Đấy, các bạn sẽ xem câu ví dụ của cô Kim nhé. 가요. 어디? 학교에. 학교에 가요. 가요. 어디? 집. 집에 가요. Đấy, các bạn thấy 학교 và 집 đều là hai từ chỉ địa điểm. Và chúng ta có hai từ chỉ địa điểm này gắn với 에, 가요. Tức là chúng ta đã gì đây ạ? À, có câu đi đâu đấy, đi đến địa điểm nào đấy. Các bạn thân mến, các bạn sẽ xem. Tôi hỏi cô Kim. Kim 선생님, 지금 어디에 가요? 사무실에 가요. Vâng, đấy, 사무실 cũng là một từ chỉ địa điểm và cũng đang chỉ hướng mà cô Kim đang chuyển động đến. Các bạn thân mến, một nội dung ngữ pháp tiếp theo trong bài học ngày hôm nay đấy là an. An là một từ để phủ định. An sẽ đứng trước một động từ hoặc đứng trước một tính từ khiến cho động từ đấy, tính từ đấy bị phủ định hoặc mang nghĩa hoàn toàn ngược lại. Các bạn hãy xem cô Kim nói như thế nào nhé. 오늘 학교에 가요? 네, 가요. 내일 학교에 가요? 아니요, 안 가요. Các bạn thấy trong câu hỏi hôm nay có đến trường không? Người kia nói là có, tôi đến trường. Thế ngày mai có đến trường không? Người kia nói không, tôi không đến trường vào ngày kia. Như vậy có nghĩa là chúng ta chỉ có thêm một chữ an vào đứng trước động từ kata và chúng ta đã phủ nhận cái hành động đi lại đó. Vậy an đứng trước một động từ thì sẽ phủ nhận động từ đó, phủ nhận tính từ đó hoặc là làm thay đổi hoàn toàn nghĩa ngược lại đối với cái từ mà nó đang đứng đằng trước. Các bạn thân mến, an có thể sẽ xuất hiện trong câu ví dụ thoại của tôi và cô Kim như thế này. Kim 선생님, 돼지고기를 먹어요? 아니요, 돼지고기를 안 먹어요. Vâng, như vậy có nghĩa là động từ ăn. Thế và 안 먹다, không ăn, 안 먹어요, tôi không ăn cái gì đó. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện nói. Ở trong phần này, các bạn sẽ xem một đoạn hội thoại của một bạn hỏi Yuna về việc thường ngày của bạn đấy. Sau khi xem đoạn phim thoại, các bạn sẽ luyện tập cùng với cô Kim nhé. 유나 씨, 오전에 뭘 해요? 학교에서 공부해요. 오후에 뭘 해요? 집에서 숙제해요. 보통 몇 시에 잠을 자요? 밤 11시에 자요. 유나 씨입니다. 유나 씨는 오전에 어디에 가요? 학교에 가요. 학교에서 뭘 해요? 공부하다. 공부하다, 공부해요. 오후에 어디에 가요? 집에 가요. 집에서 뭘 해요? 숙제하다. 숙제해요. 잠? 잠을 자다. 보통 몇 시에 잠을 자요? 밤 11시에 잠을 자요. 유나 씨는 오전에 학교에서 공부해요. 오후에 집에서 숙제해요. 보통 밤 11시에 잠을 자요. 먼저 따라하십시오. 유나 씨 오전에 뭘 해요? 학교에서 공부해요. 오후에 뭘 해요? 집에서 숙제해요. 보통 몇 시에 잠을 자요? 밤 11시에 자요. 저는 A입니다. 여러분은 B입니다.
유나 씨, 오전에 뭘 해요? 학교에서 공부해요. 오후에 뭘 해요? 집에서 숙제해요. 보통 몇 시에 잠을 자요? 밤 11시에 자요. 유나 씨, 오전에 뭘 해요? 학교에서 공부해요. 오후에 뭘 해요? 집에서 숙제해요. 보통 몇 시에 잠을 자요? 밤 11시에 자요. 다음 이야기입니다. 현우 씨입니다. 현우 씨는 오전에 어디에 가요? 공원에 갑니다. 공원에서 뭘 해요? 운동하다. 운동해요. 오전에 공원에서 운동해요. 오후에 어디에 가요? 시내에 가요. 시내에서 뭘 해요? 친구를 만나요. 오후에 시내에서 친구를 만나요. 잠을 자요. 보통 몇 시에 잠을 자요? 12시에 잠을 자요. 밤 12시에 잠을 자요. 현우 씨는 오전에 공원에서 운동해요. 오후에 시내에서 친구를 만나요. 보통 밤 12시에 잠을 자요. 저는 A입니다. 여러분은 B입니다. 현우 씨, 오전에 뭘 해요? 공원에서 운동해요. 오후에 뭘 해요? 시내에서 친구를 만나요. 보통 몇 시에 잠을 자요? 밤 12시에 자요. các bạn thân mến, chúng ta sẽ chuyển sang phần nội dung đọc hiểu. Các bạn xem ở trang 124 sách giáo khoa. Ở phần nội dung bài đọc hiểu này, các bạn sẽ đọc về lịch của Tuấn và Minh Chun. Cô Kim sẽ giúp các bạn đọc hiểu nội dung này. Minh Chun 씨는 무슨 대학교에 다닙니까? 한국대학교에 다닙니다. 수업은 몇 시에 시작합니까? 9시에 시작합니다. 몇 시에 점심을 먹습니까? 점심은 12시에 먹습니다. 오후 수업은 몇 시에 시작합니까? 1시에 시작합니다. 수업은 몇 시에 끝납니까? 오후 5시 50분에 끝납니다. 주말에 수업이 있습니까? 아니요, 수업이 없습니다. 주말에 무엇을 합니까? 주말에 수영을 합니다.
다음은 뚜안 씨의 이야기입니다. 먼저 들으십시오. 뚜안 씨는 베트남 대학교 학생입니다. 월요일에 수업이 아주 많습니다. 토요일에 학교에 안 갑니다. 시내에 갑니다. 시내에서 영어를 배웁니다. 뚜안 씨는 무슨 대학교에 다닙니까? 베트남 대학교에 다닙니다. 무슨 요일에 수업이 아주 많습니까? 월요일에 수업이 아주 많습니다. 뚜안 씨는 토요일에 학교에 갑니까? 아니요, 토요일에 학교에 안 갑니다. 그럼 토요일에 어디에 갑니까? 시내에 갑니다. 시내에서 뭘 해요? 시내에서 영어를 배웁니다. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ chuyển sang phần nội dung bài viết. Các bạn xem ở trang 126 sách giáo khoa. Ở phần này chúng ta sẽ thử viết về một ngày thi. Chúng ta sẽ diễn ra một ngày thi như thế nào? Cô Kim sẽ hướng dẫn các bạn để hoàn thành bài viết này nhé. 오늘은 무슨 날이에요? 시험 날이에요. 시험을 봅니다. 시험이 몇 시에 끝나요? 오후 4시에 시험이 끝나요. 시험 후 어디에 가요? 노래방에 가요. 여러분, 노래방에서 무엇을 해요? 노래를 해요. 누가 노래를 해요? 친구들이 해요. 무슨 노래가 좋아요? 무슨 노래? 한국 노래. 남 씨가 한국 노래를 해요? 아니요. 한국 노래를 안 해요. 그럼 무슨 노래를 해요? 베트남 노래를 해요. Bạn thân mến, chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện phát âm. Ở trong bài luyện phát âm ngày hôm nay, chúng ta sẽ lưu ý trường hợp phát âm của chữ hờ ở chỗ này. Ở như bảng đang ghi cho các bạn thấy, nếu đứng trước chữ hờ là nguyên âm, đứng trước chữ hờ là l, m, ng hoặc r, thì những tình huống này thường khiến cho chữ hờ trở nên rất là yếu, hay là người ta gọi là mềm hóa âm. Nhiều trường hợp yếu đến mức khó có thể nhận ra. Các bạn hãy xem ví dụ mà cô Kim hướng dẫn các bạn nhé. Hè. 공부해요. Các bạn thấy âm hờ gần như là không nhận ra. Học. 방학. Các bạn thấy âm hờ gần như là không còn nhận ra. 한시. 열한시. Riêng trường hợp này khi riêng gặp hờ thì chữ hờ mất đi hoàn toàn và riêng sẽ được đọc thay vào vị trí của chữ hờ đó. Các bạn sẽ đọc theo cô Kim một lần nhé. Hè. Hè. 공부해요. 공부해요. 학. 학. 방학. 방학.
1시 1시 11시 11시 Các bạn hãy chủ động luyện tập thật nhiều phần phát âm này nhé. Các bạn thân mến, trong phần bài học ngày hôm nay các bạn đã học các từ là động từ, tính từ thể hiện các hoạt động thường ngày. Ở phần ngữ pháp, các bạn đã học cách nói giờ, phút, gồm có từ chỉ giờ, si, từ chỉ phút, vun. Ngoài ra, các bạn đã học một hệ thống số đếm thuần Hàn. Như vậy, cho đến bài học ngày hôm nay, các bạn đã học hết phần số đếm thuần Hàn và số đếm Hán Hàn trong buổi học ngày hôm trước nữa. Các bạn thân mến, ở phần ngữ pháp, các bạn đã học mẫu câu có a, o, yo, đuôi kết thúc hoặc là đuôi câu hỏi, không mang tính trang trọng. Các bạn đã học mẫu câu e, kha, da, e, o, da hoặc e, tha, ni, da, tức là tiểu từ e với các động từ chuyển động. Ngoài ra, các bạn đã học mẫu câu phủ định an, an đứng trước động từ hoặc tính từ để làm cho động từ, tính từ đấy mang nghĩa hoàn toàn ngược lại. Các bạn hãy chăm chỉ luyện tập phần nội dung bài học ngày hôm nay nhé. 여러분 이제 한국어로 시간을 이야기할 수 있습니까? 한국 친구와 여러분의 일과를 이야기해 보십시오. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các bài học tới.